Xin chào tất cả các bạn nhá, đã quay trở lại với kênh của mình. Và mình là Nguyễn Tất Thắng. Hôm nay thì Thắng lại tiếp tục cái chương trình đánh cây rơm thứ 5. Đấy. Để làm cái chương trình này thì các bác biết là Thắng cũng đang đầu tư vào đây rất nhiều cho em Đồn. Cá nhân em Đồn và gia đình em Đồn, Thắng đang giúp ở đây. Và cái công việc mà em Đồn làm cái chương trình này thì ngày mai thì Thắng sẽ đi lên Mèo Vạc đó, kiểm tra về ong. Và có một cái số công việc ở trên Mèo Vạc Thắng đang vừa nhận được tiền của các cô bác đã nhận về, và bàn giao cái số tiền mua con bò ấy, của cô Dự cho một số, cho bê vác xuống đây. Và cái số tiền 20 triệu làm nhà cho một cái hộ dân ở ngay dưới nhà em Lùng. Và sẽ kêu gọi thêm. Rất mong là các bác ủng hộ cho cái chương trình này. Và Thắng đi Mèo Vạc nữa là có một cái, hiện giờ các bác biết là đang cho ong bạc hà. Thì Thắng lên để đi tìm tiếp những cái bãi ong và để liên hệ với người ta để đặt được ong ở chỗ đó. Có nghĩa là liên hệ để đặt đặt ong ở những cái bãi hoa bạc hà. À, mày hết xăng mày đi chở cho ai ấy? Cái mấy cả Đồn. Đồn. Rồi để vào đây đây, dựng lên đây. Cái này dựng lên chưa khô đâu. À, chưa khô, dựng lên. Dựng lên đây. Cho bung bét ra thế. Mấy cả thằng Đồn. Anh hỏi mày tí, cái việc của mày ấy là vợ mày mấy cả mày là đã ra tòa xong chưa? Chưa ra tòa. Thế nhưng mà bây giờ là trên danh nghĩa là có đăng ký kết hôn không? Có vợ chồng gì? Thì chỗ trên kia thằng Phèng Phèng ấy nó cũng quay có mấy cô em gái ấy, là cũng xinh tươi, người Mông, rất là xinh. Chồng thì cũng bỏ rồi, có một số người thì chồng tận bên Trung Quốc họ cũng bỏ rồi. Có con có cái rồi. Thì anh lên trên đấy thì nếu mà mày mà giải quyết xong với cả vợ của mày ấy, xong rồi ấy, thì anh sẽ hỏi cho mày. Anh sẽ vào, bây giờ thì anh trước mắt này anh lên hỏi á. Và có thể xin số điện thoại, lấy số điện thoại xong là anh sẽ chuyển lại cho mày để mày nói chuyện với người ta. Tán hay là cái thứ như nào đó là việc của mày. Và xinh gái, đấy, ngoan hiền, con gái người Mông. Thì nếu mày họ mà đồng ý thì họ sẽ xuống đây ở với mày. Nhưng mà với việc của mày mà bây giờ cũng phải liên hệ chỗ lại vợ mày đi. Vâng, xem là như nào phải ra tòa hay như nào đó để cho nó kết thúc đi. Nếu mày còn yêu vợ mày thì mày quay lại, còn nếu không yêu nữa thì phải có yêu là nói rằng yêu, mà không yêu thì nói một điều cho xong, hiểu không? Chứ còn không là đến lúc mà lằng nhằng ra là mệt ra nhá. Em với vợ em cũng bỏ chấm dứt rồi mà. Chấm dứt rồi mà. Nghĩa là dĩ vãng cuộc tình là xong rồi gì? Vâng. Bây giờ mà giờ ấy thì làm cái đơn xong là ra tòa là xong. Cái nếu mà cái việc đấy mà mày bỏ là xong, đúng không? Vâng. Chứ còn không đến lúc là mai kia. Nhưng mà đấy là phải kết thúc về cái vấn đề của ấy, của vợ mày đi nhá. Vâng. Xong là còn đâu là cái việc đấy là mai anh sẽ lên hỏi cho. Vâng. Nhá. Vâng. Nhất trí cho xin số điện thoại thì nó sẽ xuống. Đấy nhá. Vâng. Ừ. Thắng sẽ đi hỏi cho em Đồn nữa. Thì ba bác biết là xính một chân cũng qua một cái thời gian là Thắng đã tìm và ấy được cho em xính một chân rồi. Giờ có vợ và cái mô hình của em xính là rất là tốt rồi. Minh ơi, sắp xe hết rồi, biết bố bảo mang xe về cho bố vậy. Bố mày bảo mang xe về đi ạ. Mang xe về cho bố nhanh lên. Mang đi. Bố mày bảo mang xe về, mày cứ mang về đã. Bố mày đang gọi. Đi. Đấy. Hết thì đi, vừa nổ đấy, đi bây giờ mang về đi, nhanh lên. Cho ba khắp chợ nhỉ, thì em về cánh rơm. Nhanh lên, ra ngoài ra đây tung rơm. Ra tung rơm nhỉ. Nó chở được mấy chuyến rồi? Đấy, em mới gặp nó, bảo nó đi ra xa mới kia được một chuyến này thôi. Nhanh mang xe về đi. Được một chuyến. Đào hố nhanh ra ngoài dựng cây này đi. Anh bảo này, cây này nhá, một này. Mai anh đi Mèo Vàng rồi, kiểm tra ong mới cả ấy đấy rồi. Mấy cả trao quà trên đấy này. Đây một cây này. Đây tiếp tục một cây này.
chỗ này nhá, chỗ khe này nhá. Cắm đây. Nếu tiếp tục nữa mà đủ rơm nữa là cho một cây ra đây. Ra đây nhá. Cắm ra đây nhưng mà đồn ra đây. Đồn. Đây này. Đây nhá. Nhớ nhá, không phải lỗ này đâu nhá, đào đi. Đấy, rồi. Đấy. Nhớ chưa? Đấy một cây này. Chỗ cái khe kia một cây này. Chỗ trên kia một cây này, nhớ chưa? Cây chỗ này này. Đây chắc bây giờ mà không có rơm phù được thôi. Còn rơm nhà ông phù nữa thì bảo nhà ông phù đi. Bảo rồi, bây giờ thì còn hết hết chỗ này, chỗ khô là hết chỗ này. Thì chỗ kia còn cơ cái kia còn nhà dư. Nhà dư em cũng bảo nó buộc hết rồi. Ừ. Nó mới buộc, nó buộc được mấy trăm cái. Suốt hôm nay làm như thế. Quá vừa bơm xong thì trời trời. Rồi nào lấy cây nào không nhanh cắm cái này đi. Đấy tao lên tao sẽ hỏi cho mày mà nó mà nhất trí thì tại vì hôm nọ thằng Phèng Phèng nó cũng quay có mấy đứa ấy. Mày xem nó cũng xinh gái lắm. Sai này chắc là không biết lấy vợ rồi, lấy vợ thì cũng lấy cho. Sai có thích lấy vợ không? Lấy vợ. Hả? Thích không? Ok. Không nghe. Thích gì? Nhà ai? Nhà ông Phán ấy. Hôm qua nó xuống hỏi ấy. Là 258 bộ. Con dao đâu nhỉ? Dao hôm qua mình bỏ đâu? Cái ấy cái kia là ấy rồi nhá, cái cuộn dây kia lấy rồi nhá, tí nữa đưa cho xong còn biết mà căng nhá. Mua cuộn dây đấy, mua ấy rồi đấy. Được rồi, cái này nữa được rồi. Này, cái cây ở chỗ này là rất là cao nhá, hiểu hiểu chưa? Đồn. Cái cây này là cái bố cục ấy, là cây này nó phải rơm phải lên cao nhất luôn. Cây này. Cao vọt lên hết hẳn luôn. Đấy, nó nhấp nhô ấy. Những cái cây này thấp nhưng mà cái cây này riêng mà anh cắm cọc cái này. Mà cây đấy cao hơn hẳn luôn đấy. Cao hơn những cái cây này phải 1 mét. Nhớ chưa? Đắp chân nó to ra. Cái này phải làm chân nó to. Ừ. Có nghĩa ở dưới là đắp nó ngoài ra, ngọn nó chỉ vừa chạm đến đấy thôi. Đâu ra đâu chặt tiếp cái làm cái cây này đi. Dư ơi, làm cho ít rơm nhá. Hôm nào làm cho tí rơm nhá. Bên kia là mày khắc đếm nhá. Tí nữa chỗ nhà bố anh trồng được vài gốc lá cỏ chạm mấy tàu về đây. À. Không, lá cỏ chưa úp vội. Chuyện đó mai người kia. Cứ ấy thì cái này đi. Đang chở rơm đi. Xong mấy nữa mai là anh đi mèo vạc nhá, bọn mày thằng đồn ở nhà phải chủ động đấy nhá. Nhanh ơi, bốc đi, bốc rơm đi. Nhanh để dựng cây nữa đi. Anh về còn đi họp đây. Tí nữa về nấu cơm ăn sớm, chiều nay anh họp rồi, 1 giờ anh phải vào cơ quan rồi. Áo trắng sơ vin cổ cồn rồi nên là không thể ấy nữa, sáng mai anh đi mèo vạc. Còn... ngày mai em phải xuống lật giết các kiểu lật sạng, lật hết rồi cái tí rơm này. Nó cuộc đây là người Nam Minh để nó xuống đây quá nhỉ. Đấy nó bê được một bó đấy, 3-4 bó nữa này, đếm đi nhá. Nhà dư đấy đúng không? Vâng. Nhanh không sai rồi, nhanh đi, nhanh đi.
Rơm nó xẹp xuống ác nhỉ? Xẹp ác ấy. Nó khô ấy. Ừ. Nay làm đến 11 giờ thôi, về nấu cơm ăn cơm xong để anh còn đi. Ra. Mình vi vu mang xe về đấy. Còn đâu đã xong những cái chỗ kia ấy, nếu mà anh còn chưa về ấy mà lại có rơm tiếp ấy, đánh ngay sát chỗ này nhá. Sát vào cái cây này. Hiểu chưa hả Đồn? Đấy nhá. Đâu xong cây này làm tiếp cái cây sát cây này trước này. Cây cao nhất này này. Xong đến cây đằng kia nhá. Có rơm khô em làm. Ừ, có rơm khô là làm tiếp cái cây sát kia trước nhất. Này rơm còn khá chánh lắm. Không sao, cứ cho vào. Dẫm đi, cái này chưa dẫm à? Dẫm này nó xẹp đấy, dẫm vào này. Khả năng ấy này không phải bảo nó vác mấy thằng kia vác đây chiều đánh tiếp thôi. Chứ còn ấy lên này không được đâu. Không khô. Ừ, không khô đâu. Cứ dựng em dựng hết vào đây đi xong là bảo mấy thằng kia bê vào phát xong là ấy thôi. Bảo bê vào xong là khô chiều quánh. Cho một chuyến nữa thôi. Xong là dừng. Mình ơi, làm nốt chuyến đấy vào đây thôi, xong là thằng Sai nữa vào làm một chuyến nữa đây thôi. Xong là dừng đi về nhà nấu cơm ăn cơm. Chờ cái này phải khô á, có nắng rồi chiều nó khô. Rồi anh em mình lên lán đi nhỉ. Ừ. Về lán nấu cơm ăn cơm. Bảo bà nó. Bây giờ đi lên lán đồ ăn cơm. Em còn có bông mày ở dưới 15. Ừ. Mang vào đây luôn để phơi. Cho đánh sát vào đây đi. Đây mang đây, Minh. Con có bác mày ở dưới 15 kia. Nó làm giáo viên đấy. Ừ. Nhà nó giàu lắm. Xếp vào đây. Xếp vào mà Minh ơi. Mày cấm nói chuyện đề đấy nhá, qua mày nói đề về đầu 4 về 45 luôn đấy. Đúng là nhiều. Con bác hay là nghỉ ăn. Thôi nghỉ thôi để mang đi nấu cơm ăn cơm thôi. Ừ. Xem cái nào tuột ra bó nốt đi chỗ kia thì ngoại mày vác bó tuột gì à? Nhanh buộc chặt vào đi xong rồi dựng lên đi về lán nấu cơm ăn cơm. Vì bữa chùi chắc không xa, phải mua một tí sau để đổ sang. Nhưng không giúp nhà xuống báo, nhưng giúp nhà xuống báo còn đỡ cho sao. Hết tiền của mày hôm qua đâu, tiền hôm qua đưa cho mẹ hết rồi. Ừ. Thế sao mày không bảo ấy, bố bảo qua con được 100.000 kia đưa cho mẹ thôi. Ừ, vâng. Bà đi xe hết xăng. Rồi. Xếp đầy chiều khô nó nắng hanh này nhanh khô mà. Về nấu cơm ăn cơm. Đây sẽ lên một cây đây nữa. Chỗ này nó sẽ có hai cây. Chỗ này một cây. Chỗ góc kia một cây. Đấy. Nó phải từ từ nó mới đẹp được các bạn. Đấy. Cứ phải từ từ dần dần. Thằng có công việc này cái xong là thằng sẽ đi mèo vạc và sang tuần thì thắng sẽ về triển khai cái cây cầu và trao quà cho các cháu học sinh ở điểm trường. Đi mèo vạc. Ê, lấy thịt mới cả rau đấy ra ở xe. Cái cuộn dây anh để vào kia rồi nhá. Đóng cái cửa nhà mày, tao lại nhớ vào cái cửa nhà tao năm 1900 hồi đó. Cái này hỏng rồi. Úi giời. Cái này nó mềm quá. Nó hỏng. Vậy mất cái chút.
Ấy à, Xuân đi lấy củi rồi rồi đấy. Nặng lắm mà. Thịt cho vào luộc, rau cải thả vào phát là xong. Hiểu không? Hay hay đi ăn đi. Để thằng rộm yêu rộm cháu ăn, cháu rộm mấy cục cháu hả? Bà cho nó cơm. Kìa cơm này. Cơm này yêu tôi nâng về một tô. Cậu tô ta. Yêu tô về một tô. Cần gì tao bảo báo nó mua mì tôm nữa là xong. Cơm bằng ấy được rồi, bây giờ cho vào thịt vào luộc đi. Đôn. Cho thịt vào luộc ấy, anh khắc bảo báo lấy mì tôm nữa. Bằng cơm kia, bằng kia là được rồi. Thá hồ rồi, anh ăn được mấy đâu. Mình sao? Mệt thế cả ông Xuân. Mẹ. Báo à? Alo, có gì không? Mày về nhà rồi à? Em vừa trở ra đây, em vừa về. Mày sang bên chỗ lán thằng Đồn ăn cơm. Có món gì không? Có, cần gì phải món gì? Mày đi qua chỗ nhà ông Lìn, mày mua cho anh 10 gói mì tôm nữa mang lên đây. Thôi, anh kia nếp cái đồ đấy là xong của anh ăn thôi, được rồi. Mày đang bệnh, đang kiêng à? Vâng. Ờ, được rồi, thế thôi, được rồi, tao, thằng, còn phương án cuối cùng tao, thằng Minh Vi Vu đây, tao cho thằng Minh đi xe máy đi mua. Ờ, rồi, rồi nhá. Đồ nắng vô rồi. Thế đây món gì đây? Đây mà lẩu. Bì lợn à? Bì lợn nấu cái gì đây? Bà nấu à, món này bà nấu à? Ông nấu hôm qua rồi, hôm qua tối là nấu đấy. Tối hôm qua à? Ừ. Nhìn có vẻ hấp dẫn đấy nhỉ? Chú đại cho. Đại cho. Đây nữa à, bì lợn đây à? Vâng. Bà thằng Minh béo kia nó ship ấy rồi. Minh đâu? Minh Vi Vu đâu? Minh Vi Vu ngồi bên nhà sùng táo ăn cơm ấy. Ăn bên đấy rồi à? Ờ, ngồi bên đấy mà. Không vào đây à? Không, đây. Đây. Nó mỏ. Đây. À, ông toàn dính cái gì thế này? Người ta găm du khổ văn quý đi. Thầy đi học về à? Vâng. Tí nữa đi về rửa bát đi nhá. Vâng. Bát đũa hôm qua ăn cơm xong sao không rửa? Sáng nay đi học. Thế tối hôm qua sao không rửa? Hả? Cơm xong là phải rửa bát để khô ấy nó mới sạch. Hiểu không? Đi học cô giáo không dạy thế à? Ăn cơm đấy giờ? Không, không ăn. Chưa ăn. Cô giúp người giúp báo nhá. Cô giúp người giúp báo nhá. Giúp chiều nay vác dương. Tí nữa đưa tiền. Chưa lấy không? Chưa lấy gì? Ừ. Tí bảo cái đứa thằng nhà hôm báo kia hút một tí xăng để mang về nhà. Để cho bố đi. Ừ.
Thế mà... sáng nay mày đi chở gạch cho nhà nó thì? Không, chở cát. Chở cát thế thì phải lấy xăng rồi. Xăng nhà nó có đầy. Ở nhà dưới kia em có một... Mày bị sao sứt mặt đây rồi? Bị đau. Đau gì? Bị nhọt. Nhọt cái gì? Hắc lao rồi. Hắc lao nhờ. Có bác mày ở giáo viên ở dưới kia mà, Việt Lâm. Ừ. Xa lắm. Ừ. Xa như nào? Nhà nó ở dưới Việt Lâm đi xa lắm. Ừ. Bác mày là giáo viên. Ở đây có chị Thúy ở dưới kia nhá. Chị kia đi học dưới kia. Bác mày làm giáo viên nhà nó giàu có lắm. Nhà say. Đi bớt mấy quả ớt để làm nước chấm nữa. Chiều con vác dơm nhờ. Ừ. Ở xem là phải Minh Béo ship ship ấy không? Ship gì nhỉ? Mì tôm phải không? Minh Béo. Bao tiền đây? Hả? Đây. Để dưới bếp. Này, anh cảm ơn nhé. Ừ. Cô giáo viên kia nó còn về nhà, nó đỗ ô tô ở đây. Ai? Chị Thúy với anh nội ở dưới Vĩnh Long. Đỗ ô tô ở đâu? Ở nhà. Nó phải bán sơn các kiểu. Có bác mày ở dưới kia nhá, ở dưới Vĩnh Long. Hỏi ông Xuân xem hôm nay có cho Minh Vi Vu ăn mì tôm không? Có nhờ. Ăn mì tôm hay ăn cơm? Ăn mì tôm ăn cơm nhá. Chiều lại vác dơm. Ừ. Chưa lấy tiền. Tí bảo hết xe hết xăng thì tí bảo xe hết xăng thì tí bảo nhà sọc báo kia để hút xăng. Ừ. Cũng có thật, cũng có anh em dưới Vĩnh Long kia nhưng mà xa lắm. Xăng hôm qua mày đâu? Tiền đâu? Kế? Tiền hôm qua của mày đâu? Đưa cho mẹ hết rồi. Rửa rau chưa? Rửa rồi đấy. Đun lửa to vào đi, thịt chín phát là mang thả rau vào thôi. Ăn xong nghỉ ngơi để... Còn đâu là cho cái ấm nước bên cạnh nữa để cho thốc lửa mạnh vào. Ăn đúng ạ. Ăn cơm đi xong rồi, chiều còn làm. 3 ngày công nhờ. Ừ. Xài chưa lấy tiền. Xài qua lấy 200 rồi. Hôm nay em chưa lấy. Hôm nay chúng con nhỉ? Sáng nay làm gì mày có làm đâu? Làm không? Sáng nay đi chở cát. Mày chở cát cho nhà ông Báo như chở cho anh đâu? À. Sáng nay mày chưa có công. Còn chiều nhỉ? Ông Xuân nói chuyện với cả Sài nào? Sài nhỉ? Ông Xuân. Chiều mày có tiền, có xe đi lái. Đã. Kế? Đi lái bên kia mà. Nhưng mà chắc xe rồi đang mở về nhà lấy. Nè. Bà Thành hút cho. Đi cùng đi. Có một anh ấy, anh lại gửi tiền cho gia đình. Đấy, là sẽ cộng thêm vào mấy cả cái tiền của chú Sam Dương 2 triệu rưỡi. Anh ấy gửi cho 2 triệu 3. Đấy, để mua gà cho ông bà nhá. Mấy hôm nữa thì trang trại của ông bà sẽ được thành lập của mấy cả đồn giúp cho gia đình. Thằng kia hút thuốc lào ra chỗ khác. Chỗ mày hút thuốc lào đấy à? Đấy... gia đình của ông bà sẽ có là 2 triệu rưỡi của cô Võ Thành Công giúp tiền để mua cái số tiền là mua dê, 2 con dê. Còn cái số tiền nữa là của anh Quốc đấy, ở Mỹ gửi cho ông bà 2 triệu 3. Anh Quốc gửi cho 2 triệu 3 sẽ cùng với cả chú Sam Dương số tiền 2 triệu rưỡi là 4 triệu 8. Là mua giống gà đen đấy, bản địa đấy, cho ông bà nuôi đấy. Chiều em đi cánh dơm tính công nhỉ. Ừ. Chiều cánh dơm. Còn đâu là cái lán kia cái thứ là đấy là cháu hỗ trợ rồi đấy. Cái gạch cát thì hôm nào mai thằng kia đồn nó khác gọi chở đấy. Còn chỉ còn thiếu cái mua mái miếc nữa thôi, thêm sắt nữa thôi, lợp mái chuồng gà thôi. Đấy là thắng thông. Ủa, qua là để cho các cô bác biết được là số tiền là thắng hiện giờ đang giữ của nhà đồn cho ông bà là 4 triệu 8, là trong đó có 2 triệu 3 của anh Quốc và 2 triệu rưỡi của chú Sam Dương, và một số tiền nữa để mua dê là số tiền 2 triệu rưỡi của cô Võ Thành Công. Đó, thông báo là để cho các cô bác có thể nắm được. Sao có nhiều là ông bà vui rồi.
cười rồi. Lúc nãy em chẳng đi một chuyến về chở dâm kia có tính không anh Thắng? Không tính. Không tính một chuyến. Chiều nhỉ? Ừ. Chiều nay bác dơm như sai này. Ừ, bác dơm nhỉ? Ừ. Xe chợ nhỉ? Ừ. Sai bác cơm sáng nhỉ? Đã chín rồi. Chín rồi. Còn nấu rau nữa. Cho rau vào đi. Cứ bê lên đi. Bê cơm lên đi. Nấu dầu đi. Vò thôi. Mai kia là có rau ăn rồi, không phải sợ nữa. Cái nó mua này chưa ăn. Toàn nó tỉa được rồi. Sáng nay đói quá chưa ăn gì, không ăn sáng. Hôm qua nấu là chưa ăn à. Ở nhà sáng nay con mì tôm. Để đây. Hạt nè. Gái như nào. Để nó ăn nhìn này. Để nó ăn. Để ăn thì thích ăn hết đồ chút cho. Ăn được to lên. Thôi ăn thế thôi còn để cho chó. Ừ. Ừ. Nước chấm của ông Xuân đâu? Nước chấm à? Nước chấm của ông ấy. Chiều nay cho anh đồn lấy xe. Để nóng lắm. Ừ. Thơm. Giờ thơm nhờ. Thế cho Minh chấm. Thơm ấy. Ngon không? Ngon. Thì chia nó cho đồn cái bao chở đây nó sai, gánh lưng. Ừ. Thớt đâu à? Thớt chở bên. Thớt kia làm sao thái được thịt mốc của ấy. Hải cầu, mang cái thớt ra. Đánh cái rửa qua cái thớt đi. Cho vào đây. Cho vào cái chậu bên kia, lấy chậu rửa. Rửa qua mặt bên kia. Không. Thằng Minh nhá, hôm nay về xong là tắm rửa thay quần áo này đi nhá. Mai không mặc bộ này nữa. Nhớ chưa? Thứ sáu mày đi chợ mua. Thứ sáu mày đi chợ mua quần đùi cho. Mua bộ quần mặc quần áo khác ấy. Cho mấy cái áo kia đâu hết rồi. Áo để nhà hết không mặc. Còn cái lần này để làm việc vác dơm. Chiều vác. Áo đẹp đi chơi. Áo đẹp chưa? Thấy không? Đang bảo thứ sáu mày đi chở mua con đùi cho, hôm qua cho tiền mẹ cầm rồi. Sao cứ gãi chỗ đấy ngứa à? Còn nó bị đâu chứ này. Thế đừng gãi nữa. Đó nhá anh ạ. Chiều vác dơm rồi, cho đồn cái bao chở. Cho ba cái đồn chở dơm. Còn tiền không? Không. Cho ông, đưa cho mẹ cầm rồi. Cho ông Xuân nghìn. Có 1.000 nhỉ? Rách gì à? Hả? Sai rồi. Rách mày cho ông Xuân, cho bà. Cho bà. Bà biết tiêu. Rách bà. 1.000 vâng lấy không nhỉ? Lấy chứ. Mày cho xem nào. Tiếc không? Không có tiếc đâu. Hôm qua đưa cho mẹ hết tiền rồi. Để mua con đùi, quần áo, mặc. Giờ một tí rồi. Con lấy đâu. Con lấy nó con lấy nhau chút nữa. Còn mỗi nghìn à? Có 1.000. Dán cái ấy kia nữa thôi là xong rồi. Nấu mì nữa thôi mà. Anh Thắng còn đây nhỉ? Xem rau cải xôi cái là em bắc xuống đồn ạ. Em chưa lấy tiền đâu. Anh không đưa tiền cho mày. Anh đưa cho Sai để. Tại vì mai không lên được. Còn kia thì ngày kia thằng Sai nói. Sai, em nghe độ Sai bắc dơm nhỉ? Ừ. Này Sai. Sai. Đấy, 100.000 nhá. Xong rồi mai tiếp tục ngoài đi làm nhá. Chiều nay cũng làm nhỉ? Phải làm đấy. Làm. Sai nó bảo cái gì? Không biết được, Sai bảo chiều làm, chiều em làm. Mày dịch được à? Không, Sai bảo chiều làm, hai người làm. Gọi ông Xuân đây, để mình đưa cho ông Xuân đồng này. Gọi đây, gọi vào đây á. Xuân. Cổng ơi. Không. Ông ở ngoài kia. Mày gọi về đây. Ông Xuân về đây. Chờ.
cho ông Sơn mua 2 gói thuốc à? Chợ ông Sơn mua 2 gói. Để con Minh con hút. Bảo đây là tiền của Minh. Cả 1.000 cái nữa là 6.000 nữa. Bỏ 1.000 cái ra cộng vào cho ông Xuân. 1.000 chạy ông không. Lấy hết đấy. Ông Thắng cho tiền. Ông Thắng cho tiền đấy chứ. Bảo mua làm gì, tiền gì? Mua thuốc lào hút nhỉ? Thuốc lào ông bây giờ không hút thuốc lào, ông già rồi, yếu rồi. Yếu rồi nhỉ? Mua kẹo ăn, bảo ông thế. Mua kem ăn nhỉ? Mua kem ăn. Mấy nghìn đấy cho ông Xuân, mấy nghìn? 6.000. 6.000 à? 1.000 của Minh à? Chiều em đi vác công rơm thì mới tính công nhỉ? Mì tôm nữa được rồi. Cho thêm nước vào đồ nặng. Em cho thêm nước vào. Chắc phải chắc 5 gói thôi, còn đâu để lại 5 gói. Hai cậu. Hai cậu. Thế vào chỗ sổ kia. Được rồi, bây giờ quay ra thái thịt. Thái thịt xong rồi nước sôi là vừa. Hôm nay về cắt cho anh quả đôi quả chanh này đã. Đây đây. Đấy, một quả mới vắt vào bát của mày. Hải Cầu hát bài gì đấy? Không, hát bài gì đâu. Hả? Không, hát bài gì đâu. Ngồi lui ra kia. Triệu. Mình biết hát bài gì? Mình có kia còn biết. Hát như kiểu đọc ấy, chú ạ. Hát bài gì? Không phải hát. Giống như con thiêu thân. Giống như con thiêu thân nhỉ, chứ anh là gì nhỉ? Hát bài gì? Anh giống như con thiêu thân cái gì nhỉ? Quên hết rồi. Lao vào trò vui thế gian. Lao vào trò vui thế gian. Bài hát này của ai? Bài hát của Long Vây Lốc dậy. Long Vây Lốc. Của Lâm Trấn Khang à? Lâm Trấn Khang không có, Lâm Trấn Huy. Quên hết rồi. Lâm à, Long Vây Lốc dậy bài này à? Ừ. Giống như con thiêu thân cơ. Chiều đi gánh dương với xa nhỉ? Hôm tối đi nhà xài ăn cơm. Xài có tiền. Ông Xuân ăn gì đấy? Ăn đu đủ à? Ông lấy hạt ném ra ngoài kia để mọc lấy mấy cây nhá ông nhá. Ông cho cái hạt ra ngoài kia để lấy mấy cây. Rau thơm này ông không cho đây nữa. Không không. Tí cho Minh ăn này. Mình ăn thử lá trước đi. Không chấm đây. Ngon không? Ngon. Rồi, làm nốt chỗ này đi. Anh đồn nuôi dê hay là? Cho tới này nuôi dê. Nuôi anh đồn lại cho đồn tiền không được nhỉ? Không, đồn làm gì. Nhà nó phải làm chứ. Việc nhà hai người ấy làm chứ. Ồ, tọ quá, mình ăn tọ quá. Con... Chua không? Được. Chị anh Thắng ở đây hay là ở nhỉ? Ở đây sáng thế. Lá nhắc nhỉ? Trường hết sai đi cánh rơm. Này, chiếc lá cuối cùng. Ngon không? Ngon. Ngon nhỉ? Này, quả cuối cùng. Sai sợ rồi. Cay không? Không cay. Quá. Ra bứt cho một quả, cho Sai ăn một quả. Ra ngoài bảo Sai làm đi. Sai khiếp. Sai. À cay. Một quả thôi. Quả nhiều Sai. À, làm luôn. Ai già. Mình không lại đâu nhá. Nhờ. Cho ông Xuân quả. Ông có không ăn được đâu. Ây da, được đấy, Sai được đấy. Khó thở nhá. Cay quá, không được, uống nước. Cay quá, uống nước. Thấy chưa, Sai ăn cay mà không cần uống nước mày.
Ui, cay quá. Hỏi sai con sai cay không? Sai con cay không sai? Đừng ở đây xít. Nha. Cay nhờ. Rồi vào uống nước đi. Uống nước nhờ. Rồi đỡ cay. Uống một tí thôi nha. Sai thì có nhờ. Rồi thả nhanh lên cái xong rồi thả, quay lại thả mì tôm. Cùi anh nhỉ? Cắt cùi à? Ai? Hầu, hầu. Hầu thôi đừng có nhắc đến thằng hầu nữa. Nhắc lên sai đi. Sai nhỉ? Sai cũng làm anh nhỉ? Ừ. Hầu nó có làm đâu. Hầu lười lắm. Hầu không ăn thua. Đưa bát thịt đây, cầm lên đâu. Này, Minh. Đừng có ăn nhá. Cay quá rồi. Sai nó có cay đâu. Sai nhờ. Sai không cay nhờ. Chứ nên cho anh đồn cái pá hết chợ. Để nó sai cái nhờ. Để lấy tiền. Cay quá. Cái quá. Đấy cho tí nữa cho Minh ăn mì tôm trước để cho đỡ cay. Nhá. Rồi anh Thắng mua thì bà không mua nhỉ? Không, hôm nay không thấy nó bán thịt bò. Mới bẩn lắm, mày chiều về phải tắm rửa sạch sẽ bà nhá. Người lở loét là sao nhỉ? Tối lại lên nhà đồn ăn cơm nhỉ? Chiều con đi cánh rơm. Tối ăn mì tôm. Chiều con đi nhà đồn cánh rơm. Tối ăn mì tôm nhá. Được rồi, thế thôi, bê lên thôi. Hổ chắc đi đông phấn là hạt cầu nhỉ, đúng không? Múc mì tôm ăn trước. Sợ ngồi đây xay cơm nhỉ? Đúng không? Tao không ngồi đây. Anh được không? Đấy, lấy mì tôm cho Minh trước đi. Cũng đang cay quá rồi. Mấy ơi, chật trâu ra được cái rồi. Sai nó không cay nhỉ. Đây, thằng Minh ngồi vào chỗ này. Lấy ghế vào đây. Ngồi sai nhỉ. Cẩn thận đổ phích. Chật tém vào. Mỗi người ban mì tôm ạ. Tém đi. Làm gì? Múc canh cho mình. Dê trâu vào một trên này mà. Thêm mì vào cho nó. Cứ thêm mì vào. Thằng này ghép còn kém thế nhỉ. Đồn. Thế không cần phải canh. Để mì vào. Rồi. Đây cay à. Phải không? Ăn trước đi. Mời chưa? Mời ai? Mời Xuân cơm nhỉ? Mời anh Đồn. Mời vào nước cơm. Mời Sai. Mời cơm. Mời Thắng cơm. Mời bà chưa? Mời bà. Mời Đồn. Ưu tiên cay quả ớt. Ớt này không có cay, có cay đâu. Cay nhờ sai. Không cay. Không cay nhờ. Nó ăn giỏi hơn mình. Nó ăn giỏi hơn mình nhiều. Sai mời đi. Sai mời nhờ. Bảo Sai mời đi. Sai mời đi nhờ. Sai sáng mới nói chuyện. Mời thật Sai. Ăn cọ quá. Từ từ mà mạ. Mà anh múc cơm chưa xong mà. Anh ăn cơm được rồi. Còn đâu ai ăn mì ăn. Mình ăn lắm. Cho ông ăn mì. Nhà cơm này hơi cơm nguội. Không sao. Mày lấy mì cho ông bà đi. Lấy cho người già trước. Gắn mà cầu. Cay không? Hết cay chưa? Làm quả ớt nữa không? Không, cay quá. Có quả sẵn đây đợi mẹ mình ạ. Rồi, ông bà ăn đi. Ăn, ăn đi. Ông bà ăn đi. Thằng ăn cơm hay ăn mì? Ăn cơm. Cho mượn cái ấy đây, thìa đây.
Từ từ thôi Minh ạ. Nhìn sao nó không biến cảm được. Vậy. Ta bảo là mình ăn sọc quá tí mắc cụ chê. Chứ đừng mắc coi anh nữa. Ông bà ăn cơm rồi chúng ta ăn cơm. Ờ, đây. Đồ ăn đây nó cũng ăn, cũng ăn sọc được. Chấm bát kia. Cay đấy. Mời cả nhà ăn cơm nhá. Chứ anh Thắng còn đây hay là thì đi bắt mà? Không ở rồi. Tiền lấy xài bác Dương nhỉ? Không có xài máy chờ thì cảm ơn. Mời các bạn ăn cơm. Con làm ít nước chấm đi. Rau này ngoài thành phố 25.000 cân nhỉ. Con lại nó một cành đây cả. Ăn thịt đi em ấy. Ừ. Ăn thêm mạnh nhỉ. Ừ. Ăn cả cơm nhỉ. Sáng nay đói không ăn sao? Thế ăn mì thôi. Ăn cơm ạ. Đó, kia mới có sức để bắt dơm. Đừng nói chuyện nhiều nữa, ăn đi. Thích cay chưa? Dạ. Ba nhẹ bia nhé, bà ba. Nóng. Thịt bò ấy ngon không? Hả? Ngon ám à, tung à. Tung nè, tung nè. Chả biết cái lá này lúc nào mới thành lập được nó ngủ thế này. Ừ. Mấy nữa? Mới nhờ. Chờ ông làm xong cái ấy bên kia á. Cái tám giác mạch á, xong sẽ đưa về đây. Lấy đưa lên ngủ nhỉ. Sắp đến trưa à? Tí, anh Đồn ấy sai đi xe máy đi xuống. Tí thằng Đồn chạy ra ấy nhá. Chạy ra giật rơm đi nhá. Để cho khô chiều nay mới ấy được. Em không lai rơm được, hay buộc lửa sổn quá không biết. Không ai giúp buộc. Nó hay đổ. Cho pa la. Của nhà dư là nhớ đếm lại nhá. Vâng. Xong Minh mới cả sai này tí nữa. Ở đây xong rồi tí nữa xuống nhá. Ừ. Tí anh... Đồn lai xuống nhỉ. Không, anh đi xuống cùng Đồn. Ừ. Ừ. Bây giờ Đồn lai xuống. Ừ. Để bác rơm nhỉ. Ừ. Anh lấy xe đi ra ngoài thành phố muộn rồi, 12 giờ. Ừ. 12 giờ hơn nữa nhỉ. Ăn xong không về nhá. Về không bố đi nhá. Nhá, ở đây nhá. Chào ông Xuân nhá. Sáng nhỉ? Ừ. Dương. Đây tiền mày đi giả thịt dơm nữa nhá. Tự giả nhà gì nhỉ? Giả nhà ông Pháng. Pháng là bao nhiêu bó? 250. 250 lùng bao nhiêu bó? Đây. Thừa như nào giữ lại nguyên thế nhá, mai báo cáo lại nhá. Vâng, vâng. Đúng chưa? Còn nhà Lư hôm nào anh khắc giả nó. Đúng chưa? Vâng. Ừ. Mai giả nhà ông Trúng này. 58. Mấy cả nhà ông Trúng thế này này. Nhà Lùng. À nhà Lùng này. 3700 774 nhỉ. Nhà ông Lùng nữa. Nhà ông Lùng 170. Thế nhá, xong anh về đây.